Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn đã từng nghe nông dân Việt Nam chế tạo máy bay, tàu ngầm chưa ạ? Chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn nghĩ đó là điều viển vông. Điều đó chỉ có những chuyên gia kỹ sư ở những nước hàng đầu thế giới. Nhưng dù không hề qua một lớp đào tạo bài bản về cơ khí, chế tạo máy móc, nhưng với niềm đam mê yêu thích, nhiều người nông dân Việt Nam đã tự mình nghiên cứu sáng chế ra máy bay, tàu ngầm, robot, khiến cho các chuyên gia nước ngoài ngả mũ thán phục. Vậy những người nông dân đó là ai và sáng chế ra những trang thiết bị nào khiến cho cả thế giới sửng sốt đến như vậy? Hãy cùng Tin Mới tìm hiểu video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên đó là hai lúa Việt Nam chế tạo xe bọc thép cho quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2014. Hai cha con nông dân Việt Nam dậy sóng cộng đồng mạng khi vinh dự được nhà nước Campuchia trao tặng huân chương Vương quốc Campuchia cấp đại tướng quân. Ông Trần Quốc Hải, nông dân chế tạo máy bay ở Tân Châu, Tây Ninh và con trai Trần Quốc Thanh cùng đón nhận huân chương đại tướng do nhà nước Campuchia trao tặng. Vì những đóng góp và kỹ thuật cho đất nước Campuchia, huân chương hữu nghị cấp đại tướng quân được quốc vương Vương quốc Campuchia trao tặng cho những người nước ngoài có công lao đóng góp khôi phục, xây dựng Vương quốc Campuchia ngày một bền vững. Ông Hải kể, trong những lần qua Campuchia hỗ trợ kỹ thuật máy trồng mì tại lữ đoàn 70, tôi thấy một số xe bọc thép cứ bị đẩy ra đẩy vào mà không thể khởi động được. Tôi đề nghị để sửa chữa lại loại xe này và nâng cấp nó lên. Điều bất ngờ là lời đề nghị của ông Hải được chỉ huy lữ đoàn 70 chấp nhận, nhưng với điều kiện là ông Hải phải bỏ tiền túi ra sửa chữa, nếu không được số tiền này sẽ mất trắng. Chiếc xe mà ông Hải tiếp nhận là xe bọc thép BRDM2 do Liên Xô sản xuất, có nhược điểm là máy xăng hao tốn nhiên liệu và hay hỏng hóc. Tác xạ chậm do khi tác chiến phải đậy nắp và phải quay tay đối với tháp pháo của xe. Ông Hải đưa ra phương án là sẽ chuyển động cơ từ sử dụng xăng sang sử dụng dầu diesel, cải tạo nắp đậy tháp pháo tự động và trang bị thêm súng cho xe bọc thép. Đầu năm 2013, ông Hải tự bỏ ra 25.000 đô bắt tay vào sửa chữa. Sau mấy tháng trời vật lộn, ông và người trợ giúp đắc lực là cậu con trai đã cho ra đời chiếc xe bọc thép với tính năng hoàn toàn mới. Nó có thể vận hành với 25 lít dầu diesel trên 100 km so với trước đây là 45 lít xăng trên 100 km. Tác xạ nhanh hơn, hỏa lực mạnh hơn so với trước ở vòng xoay súng. Có thể bắn ở cự ly gần hơn so với 150m của xe cũ, tháp pháo tự động. Vương quốc Campuchia gọi ông là nhà khoa học. Sau thành công của chiếc xe, ông Hải được lữ đoàn 70 giao sửa chữa thêm 10 chiếc xe bọc thép khác, bao gồm 6 chiếc BRDM2 và 4 chiếc BTR-60BP. Những chiếc xe qua tay cha con ông Hải đều được nâng cấp, ít hao tốn nhiên liệu, sẽ không về số, có thể vận hành leo dốc, không cần phải đậy nắp xe vẫn có thể tác chiến, đặc biệt trước khi chế tạo xe bọc thép cho Campuchia và nhiều loại máy phục vụ cho nông nghiệp. Trước đó 5 năm, nông dân Trần Quốc Hải đã tự chế tạo thành công 2 chiếc trực thăng và sau khi có thông tin ông Hải làm được máy bay, các đoàn của chính phủ đến khảo sát, nhìn chiếc máy bay để tại nhà. Cảm nhận đầu tiên của họ là tỏ ý không tin người Việt Nam có đủ trình độ để có thể chế tạo được máy bay. Sau đó, một đoàn gồm các giáo sư tiến sĩ lãnh đạo của 11 bộ đến để đưa ra những câu hỏi truy vấn liên quan đến quá trình hình thành cũng như phương án vận hành chiếc trực thăng này. Ông Hải nhớ lại, do trả lời thông suốt các câu hỏi nên không lâu ông Hải được mời ra Hà Nội. Trong chương trình đó, người phỏng vấn ông Trần Quốc Hải là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Mịch, trưởng bộ môn hàng không trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Giáo sư Mịch hỏi gì, ông đáp đấy, không một vấp váp. Chưa dừng lại, một phái đoàn khác gồm các giáo sư tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài được đưa đến. Những câu hỏi được đưa ra và một lần nữa ông Hải đều trả lời trôi chảy. Kết quả của những lần kiểm tra như thế, hai lúa được cấp bằng anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Hai chiếc máy bay do chính bàn tay của cha con tôi làm ra được đưa đi thử nghiệm trước hai trung tướng, một thiếu tướng và hàng chục đại tá cùng nhiều giáo sư tiến sĩ khác khởi động. Cánh quạt chuyển động từ chậm sang nhanh vù vù trước mặt mọi người. Tuy nhiên, công việc thử nghiệm chỉ dừng lại ở đây mà không được phép cất cánh. Không những thế, chiếc trực thăng của ông Hải còn được Viện Bảo tàng MoMA ở Mỹ mua lại. Số tiền thu được, ông Hải dồn hết vào việc nghiên cứu các công trình khác. Trong một bài báo của hãng thông tấn CNN, ông Hải cho xem có đoạn một phái đoàn của Úc đã đến thăm và mời ông đến tham dự một cuộc triển lãm vào tháng 12 năm 2006.
Trong buổi triển lãm đó, ông nói về những khó khăn trong suốt quá trình chế tạo chiếc phi cơ cũng như những cách thức mà ông đã sử dụng để chế tạo nó. Chiếc máy bay trực thăng của ông Hải đã được chọn là một trong 3 thiết kế triển vọng tại buổi triển lãm này, cùng với thiết kế của một người Úc và một người Trung Quốc. Qua đó, các bạn khán giả có tin mới có cảm thấy tự hào vì những sáng chế của ông Hải không ạ? Có ấn tượng gì với những sáng chế này? Hãy comment chia sẻ quan điểm của các bạn ngay dưới video này nhé! Thứ hai, đó là doanh nhân hai lúa và giấc mơ tàu ngầm Việt vươn khơi. Trong quá khứ, nhiều nông dân hai lúa của Việt Nam từng chế tạo và thử nghiệm thành công các loại tàu ngầm mini cỡ nhỏ với khả năng lặn, di chuyển khá hoàn thiện. Đầu tiên nhắc tới những chiếc tàu ngầm mini do nông dân Việt Nam tự chế tạo, ấn tượng nhất có lẽ là tàu ngầm Trường Sa 01 được chế tạo bởi một kỹ sư mang tên Nguyễn Quốc Hòa ở Thái Bình. Theo ông Hòa, xuất phát từ việc nước ta phải bỏ ra nhiều triệu đô để mua tàu ngầm nước ngoài, ông đã nảy sinh ra ý tưởng thiết kế tàu ngầm made in Việt Nam. Ông trăn trở rằng nước láng giềng cũng chế tạo được tàu ngầm, tại sao người Việt lại không làm được? Vốn là kỹ sư hóa học của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, kỹ sư cơ khí chuyên ngành khuôn mẫu của Đức, ông quyết định tìm hiểu về chế tạo tàu ngầm. Doanh nhân quê Thái Bình kể lại, đi đóng tàu ngầm mới là ý tưởng. Vợ con và bạn bè đều ngăn cản tôi vì họ cho rằng tàu ngầm là thứ gì đó rất kinh khủng, không thể làm được. Nhiều người còn mỉa mai giám đốc một xưởng cơ khí địa phương nhưng lại có ý tưởng hoang đường, không thiết kế tổng thể mà qua nghiên cứu tài liệu hình dung đến đâu mà đến đó, tôi vừa làm vừa mò mẫm. Qua thử nghiệm, không ít lần động cơ tàu bị trục trặc, thậm chí nổ nhưng tôi vẫn không chùn bước, ông Hoàng kể lại. Chỉ việc suốt ngày cắm mặt vào máy tính tìm tài liệu chế tạo tàu ngầm của Nga, Mỹ, Đức, ông phải mất hơn 3 tháng. Năm 2013, sau nhiều ngày tháng làm việc, chiếc tàu ngầm mang tên Trường Sa 1 với công nghệ AIP, hệ thống tuần hoàn khí độc lập do ông mày mò thiết kế, sản xuất đã được nhiều nhà khoa học trong nước đánh giá cao. Tuy nhiên, theo ông Hòa, đó mới chỉ là bản thử nghiệm, còn nhiều lỗi cần khắc phục bởi môi trường biển khác môi trường trong hồ, trên sông. Đến năm 2015, phiên bản tàu ngầm mini cải tiến mang tên Hoàng Sa ra đời với nhiều tính năng và công nghệ vượt trội, có thể chạy ngầm, lặn sâu và nổi lên mặt biển nhịp nhàng. Theo ông Hòa, chi phí đóng hai chiếc tàu ngầm mini đầu tiên hơn chục tỷ đồng. Nhiều người sót cho ông vì số tiền bỏ ra quá lớn đó, nhưng với ông, đó là đam mê cháy bỏng. Với hy vọng tàu ngầm made in Việt Nam sẽ vươn khơi, nhiều khó khăn đã xảy ra trong quá trình ông Hòa chế tạo hai chiếc tàu ngầm trên. Tưởng chừng như ông sẽ dừng lại, nhưng niềm đam mê vẫn cháy trong ông khi doanh nhân này quyết chế tạo bằng được mẫu tàu ngầm thế hệ thứ hai đúng nghĩa, chứ không chỉ là bản cải tiến. Sau 3 năm thai nghén, được sự giúp đỡ của nhiều nhà khoa học, kỹ sư trong và ngoài nước, doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa đã khởi động đóng mới tàu ngầm Trường Sa 2 vào tháng 5 năm 2018. Trường Sa 2 được xem như phiên bản thu nhỏ của tàu ngầm Kilo 636, sử dụng nhiều công nghệ hiện đại đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất của một tàu ngầm mini, với hệ thống điều khiển điện tử tự động gần như hoàn toàn, ông cho hay. Theo thiết kế, Trường Sa 2 dài 9m, nặng 22 tấn, chiều cao bên trong thân tàu là 1,8m, sức chứa tối đa 6 thủy thủ đoàn. Tàu có vận tốc 35 km/h, lặn sâu 250m và tầm hoạt động là 3.000 km. Tàu được thi công bằng phương pháp phân chia các hạng mục vỏ tàu. Sau khi hoàn thiện từng hạng mục sẽ tiến hành giáp nối, tàu Trường Sa 02 sẽ có các động cơ và trang thiết bị điện tử hiện đại nhập từ nước ngoài, hiệu chỉnh cho phù hợp với thiết kế và tính năng của con tàu. Thật đáng khâm phục ý chí của con người Việt Nam phải không các bạn? Không ngại những khó khăn gian khổ để theo đuổi niềm đam mê và phát triển đất nước. Cuối cùng, đó là chiếc trực thăng tự chế của ông Bùi Hiển mang tên Giấc Mơ. Ngày 12 tháng 9 năm 2016, ông Bùi Hiển, 62 tuổi, ngụ tại thị xã Dị An, tỉnh Bình Dương cho biết chiếc máy bay trực thăng thứ hai của ông đã bay ổn định và hoàn thiện hơn. Chiếc máy bay Giấc Mơ của ông Hiển nặng 390kg và có khả năng nâng tới 600kg. Là chiếc máy bay được ông Hiển khá tâm đắc, dành nhiều thời gian nghiên cứu và rút kinh nghiệm từ chiếc máy bay đầu tiên của mình. Ông Hiển đã tính toán rất kỹ các chi tiết của cánh quạt, trọng lượng của máy bay, các vật cản, sức đẩy khi cất cánh để tránh hiện tượng bị bổ nhào khi bay thử nghiệm. Trực thăng mới có chiều dài 7,4m, cao 2,4m. Chiều dài cánh quạt chính là 6,6m và chiều dài cánh quạt phía sau là 1,1m. Động cơ máy bay nhập từ Mỹ, sử dụng xăng A92, vận tốc tối đa khi bay đạt 200km/h. Trần bay dưới 500m và tầm hoạt động liên tục trong 2 giờ. Chiếc trực thăng thứ hai của kỹ sư Hiển đã được thử nghiệm với công suất động cơ, độ rung lắc, nhiệt lượng,
Lần này ông không sử dụng mô hình đồng trục mà làm kiểu trực thăng cánh đơn, hỗ trợ cánh đuôi, hệ thống đèn báo hiệu nhiệt độ động cơ nhiên liệu. Số vòng quay của động cơ khá đơn giản nhưng đầy đủ. Phía trước của chiếc trực thăng mới được trang bị kính chắn gió chịu lực và tạo hình dáng của một chiếc trực thăng. Khung máy bay được hàn bằng các ống inox rất chắc chắn, ông Hiển nhận định. Các cánh quạt của máy bay hoạt động rất tốt, quay tại chỗ theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của mình là 450 vòng trên 1 phút. Sắp tới, ông Hiển dự định sẽ lắp đặt hệ thống phun thuốc sâu vào dưới bụng của máy bay để phục vụ nông nghiệp. Quả là điều tuyệt vời phải không các bạn? Ông Hiển khẳng định, sau nhiều lần khởi động thử nghiệm, hiện tại ông chỉ cần tác động vào cần lái, điều chỉnh góc quay của cánh quạt là chiếc trực thăng từ từ bay lên. Mặc dù rất tự tin vào chiếc trực thăng thứ hai này, nhưng ông Hiển cho biết vẫn phải chờ cơ quan chức năng cho phép mới cho trực thăng cất cánh. Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng video của chúng mình cũng đã hết rồi. Tuy những sáng chế của nông dân Việt Nam nhiều hạn chế và chưa thể so sánh được với những cường quốc trên thế giới, nhưng cũng không thể phủ nhận những đóng góp hết sức to lớn cho sự phát triển đất nước, phải không ạ? Các bạn thấy những sáng chế của người nông dân Việt như thế nào? Hãy comment ngay dưới video chia sẻ cho chúng mình suy nghĩ của các bạn nhé. Đồng thời cũng đừng quên cho tin mới một like, share và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của bản biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.